Hello hello, xin chào tất cả và chào mừng tất cả bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một vị tướng Karenak cũ nhưng rất là mới, hiện tại phiên bản hiện tại mua dư. Thì các bạn thắc mắc anh ơi, những vị tướng nào đi rừng mạnh? Mình xin nói luôn, hiện tại có tứ trụ đi rừng sát thủ mạnh nhất đến cô bái hiện tại bây dư. Nó có trong trò luận quần khắc chỉ với nhau, đó là Nakaroth, Karenak, Enzo và một người đó là Ruke các bạn nhé. Đây là từ Ruke là đấu sĩ sát thủ thôi, nhưng mình sẽ gom vào sát thủ bốn vị tướng này làm mưa làm gió tại ra trận đấu này. Và tại vì sao lại Phoenix các thứ này mình không nói, bởi vì là sát thủ thì mình sẽ không nói tới. Còn đây là thủ sát mạnh nhất trong bộ bài này, hầu như trong mỗi trận đấu đều có một những cái trận đấu khắc chế nhau. Chẳng hạn Kakarot thì bị con Karenak khắc chế, các bạn bất ngờ chưa ạ? Nhưng là chúng nó khắc chế nhau rất là hoàn toàn ạ. Chẳng hạn như là Karenak lại bị Ruke khắc chế này. Enzo là một vị tướng nó kiểu giống như là nó bị quốc cao hơn ba vị tướng còn lại, nhưng cách chơi của Enzo nó rất đa dạng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói vị tướng đầu tiên, đó là Karenak. Làm như thế nào để chúng ta combo 6.000 máu một phát, hoặc đúng nát một nhảy chết một mạng ạ? Thì đầu tiên thì các bạn đều thấy mình bỏ bằng phù hiệu rồi thôi, còn bằng ngọc của Karenak thì mình sẽ lấy cho nó. Ôi phát này không đủ đám rồi. Đây mình sẽ vào. Ôi đây mùa đầu tăng triệu vẫn còn đây đây, lại lên luôn, chơi luôn. Đây lên lên lên, chào anh. Chết khóc. Đinh nghỉ nó đủ đá vào này. Đây, một giây hồi chết rồi. Rồi, một mạng. Qua thơm. Thực sự, ôi. Tí mấy cứu. Rồi, sắm được khổ nàn. Ôi, chạy. Hắn này chạy lắm. Đây, mình bị xảy ra. Đi đánh ngay, thích cái chơi luôn nhỉ. Ui dồi, điếu thuyền lên bà. Điếu thuyền lên bà thì làm gì có gì, chơi luôn, phá này. Thấy quá trời các bạn thì thấy. Đồng đội của mình nó cố bơ rất là tuyệt vời ạ. Đây, mình sẽ nói lại một chút rằng là Karenak là một vị tướng trong cái bột vị tướng online. Tôi hiểu cái lượng đám hầu như nó hơn cả vị tướng Ruke. Như bạn nói là Ruke là xúc đám rất là tốt, nhưng mình nói thẳng luôn, Ruke nó cần tiếp cận, Ruke nó có Karenak rất là nhiều điều. Chẳng hạn thua với cái cách tiếp cận này, thằng định luôn, tiếp cận đã thua Karenak rất nhiều đối với vị tướng Ruke. Rồi, những cái vị tướng đó thì mình sẽ làm clip sau, mình sẽ phân tích sau. Còn đây là Karenak, cần tất cả các bạn. Karenak có rất nhiều combo và chắc các bạn rất biết nhiều cách combo rồi. Còn cách combo chuẩn chỉ nhất của nó thì đó là cách combo là các bạn sử dụng chiếu bá, cắm quả kinh sử dụng chiếu bá, nó sẽ kích hoạt chiếu 1 đầu tiên. Và chúng vào người tiền địch cho chúng ta sẽ kích hoạt chiếu bá, rồi sẽ kích hoạt chiếu 2 và đánh thương các bạn nhé. Đến nhớ chúng ta sẽ một bộ combo của Karenak chúng ta sẽ sử dụng 4 chiếu ạ. Ba chiếu thức của nó và mình sẽ cho thêm đánh thương là một chiếu thức, nó la thành 4 chiếu. Thì combo chuẩn chỉ của nó là như vậy. Những sóng sóng bên combo chuẩn chỉ đó, chúng ta cũng sẽ có một cái combo nó cùng là gọi là phủ thứ hai, là cùng gây một lượng sát tốt. Đó là chúng ta kích hoạt chiếu 3 trước vào một vị tướng làm chầm. Chúng ta cũng sẽ kích hoạt chiếu 1 và kích hoạt chiếu 2 sóng đánh thương một cái. Thì cũng là đầy đủ một bộ combo. Nhưng bộ combo đó là chầm. Chẳng hạn phá này này, kích hoạt chiếu 3 chiếu 1 này. Đấy các bạn đã thấy vào người chưa? Đấy rồi, chết rồi chiếu 1 này. Đấy. Các bạn phải nôm na rằng anh khi mà ta trong quả trình bày ấy, ta phải kích hoạt được chiếu 1 vào người của tướng địch. Thì lúc đó chúng ta sẽ kích hoạt chiếu 3 vào người nó, thì cái lượng sát thương chúng ta gây thực chất là sát thương nó sẽ là đầy đủ và thứ hai sẽ được hồi chiếu nhanh hơn nhé. Thường là các bạn ở chơi Karenak này, các bạn bày nhé, các bạn bày vào người nó, các bạn phải kích hoạt chiếu 1 thì cũng được, nó sát thương không được, nhưng đó là cách combo nó không được nhanh ạ, không được gây đột biến ạ. Và cái thứ hai là nó sẽ hôi chiếu lâu hơn ngày cách combo mình hướng dẫn các bạn. Đấy, kích hoạt chiếu bá này, từ bình tĩnh các bạn nhé, mình sẽ nấp bụi này. Phá này mình sẽ kích hoạt chiếu bá này, bình tĩnh chiếu bá này, kiểu vấn các bạn nhé, kiểu vấn này, bay vào kiểu vấn này, đấy, thấy chưa? Rồi, mình sẽ nói cho tất cả các bạn cái cách hai mà các bạn thương mắc nó. Ôi anh ơi, em để con Karenak, khi mà team địch có 3 người đó thì em dùng chiếu 1, em không biết chủng quân nào cả.
em muốn trúng cái triệu vấn nhưng mà em lại dùng nó lại trúng vấn tốt thôi ha. Đấy, cái đó là cái lỗi rất là lớn dành cho các bạn chơi Cardinal. Vậy thì nhiều người nói là anh cai cái phần trăm máu hay cai rượu, mình không có cai rượu. À, nếu tất cả các bạn chơi các bạn đã biết rồi, chúng ta nhấp vào chiếu 1 nhé. Nó nhấp vào chiếu 1 chúng ta sẽ, khi các bạn nhấp vào chiếu đấy, các bạn thấy chưa? Khi các bạn nhấp vào chiếu thì sẽ có một cái dấu cộng, từ chơi mình xong cái phá này cái đã. Chơi mình xong phá này mình sẽ nói cho tất cả các bạn hiểu cái vấn đề này. Các bạn sẽ chơi Cardinal rất là tốt ạ. Đấy nhé, khi các bạn nhấp vào một chiếu thức thì nó sẽ có một cái vòng tròn di chuyển ạ. Khi các bạn sẽ di chuyển cái vòng tròn nó vào một vị tướng các bạn muốn chỉ định vào ạ. Đấy, chẳng hạn thì chú có triệu vẫn đứng bên này, các bạn dùng chiếu 1 nhé. Lúc đó thì nó, các bạn nhấp chiếu 1 dừ nguyễn ạ. Rồi giờ tôi bình tĩnh đánh nhau nhiều quá các bạn ấy, mình chưa kịp nói ạ. Khi các bạn nhấp chiếu 1 thì các bạn phải dừ nguyễn thì chiếu 1 nó chưa ra. Nhưng khi các bạn nhấp vào một vị tướng nào đấy thì nó sẽ hiện cái vòng tam giác màu đỏ ạ. Thì khi mà vào cái màu đỏ của một vị tướng đấy thì đầu đó là cái tròn mục tiêu nhá. Chúng ta sẽ thả ra một cái thì chiếu 1 sẽ auto vào vị tướng đấy và chúng ta kích hoạt zone đám. Đấy, đấy là cái quan trọng nhất khi tất cả các bạn chơi Cardinal. Cương thì nói anh ạ, nhiều khi em muốn zone một vị tướng này nhưng mà em chiếu 1 em cứ thả linh ta linh tinh, em nó thả không đủ mong muốn của em ạ. Thì đôi khi con Cardinal em bay vào không có sát tướng chuẩn và không zone đám vị tướng như vậy. Đấy, thì mình đã giải quyết được cho bạn cái và các bạn mắc lỗi nhất khi gặp Cardinal. Thì khi các bạn đã chơi được như vậy rồi thì Cardinal giải gì mà chúng ta không cho nó một vị phần tay nhất à, cực kỳ mạnh luôn. Mình khẳng định các bạn là như vậy. Mua 6 Nagaroth bị giảm này. Đấy, Nagaroth bị giảm thì Cardinal là một tài cày hơn nửa ở phiên bản mua này nữa. Thì đấy là vị tướng tài vì sao mình này làm hướng dẫn tất cả các bạn đeo đánh. Và các bạn đừng quên rằng Cardinal các bạn hãy chú ý cho mình một điều ạ, là khi chúng ta có mắt tổng ấy, ta phải chọn mục tiêu ạ. Quan trọng nhất mình vừa chỉ các bạn ấy, chúng ta nhấp chứa một dừ nguyễn và chúng ta sẽ đưa ra khỏi cái vòng tròn đó, chúng ta sẽ chỉ định vào vị tướng đấy. Các bạn thử là các bạn sẽ biết. Bởi vì cái này thì khó nói một chút nhưng mình nói các bạn sẽ hiểu đấy. Tiếng những cái bản này thì một combo là nhảy chết một mảng thôi đấy. Ôi rồi triệu vật chết rồi các bạn kia. Đấy chiêu ba đây. Rồi chết rồi. Đấy cực kỳ mạnh, cái đấy nắc cực kỳ mạnh luôn. Một combo có thể gây được cái lượng đám cao nhất của mình à. Để mình tính nhá, hình như là hơn 6.000 máu ạ. Khi mà cái đấy nắc lên full đô một nhảy của nó phải tầm 8.000 máu ạ. Khi một vị xà thủ về lết game đó là 6.000 máu đi ạ. Khi nó còn giữ 2.000 đám nữa. Ủa có thằng nào mà chịu nổi với anh Cardinal này à. Ôi chơi luôn đi. Ôi rồi, hái chọc ạ. Hái chọc ạ. Đấy rồi, chơi một nhá. Đấy rồi, chết rồi. Bạn chơi luôn, bạn anh chơi luôn. Hiện tại Cardinal của mình là 10-02. Và tiếng của mình thì cũng khá sánh trận đấu này thì các bạn đều thấy rồi. Rất là bài chạy ạ. Các bạn đừng quên đang chơi Cardinal. Và mình thấy cái điều quan trọng nhất đó là cái mà chỉ định mục tiêu nhá. Và mình thường để cho nó là phần trăm máu thấp nhất để mình chơi Cardinal này. Đấy. Và cái thứ hai nữa là ta phải biết là cắn sát thương ạ. Trong một trận đấu bất kỳ một vị tướng nào nó sẽ đều phải cắn sát thương. Thì theo bản thân cá nhân của mình nó sẽ liên quan đến một cái đó là gọi là biết địch biết ta, cắm trận cắm thắng. Trước khi các bạn cắn sát thương, các bạn phải biết tím địch là thằng nào ạ, thằng gión à, thằng gión thì nó mạnh như nào ạ. Đấy, chúng ta phải phân tích như vậy. Chúng ta sẽ không phân tích kỳ lường như mơ sương đâu, nhưng chúng ta phải án chưng. Ôi dồi ôi, một ôi dồi chết rồi. Chúng ta phải án chưng được rằng á, à thằng gión mình nhảy một phát chết nó hay không, hoặc nếu mình nhảy tật nó thì nó có giết được chết mình hay không. Đấy là cái cắn sát thương ạ. Thì làm sao để cắn sát thương được ạ? Thì cái đó thì mình không thể nói được. Cái đó là ở các bạn, chúng ta chơi mùi trận đấu, chúng ta biết được rằng à con gión này như thế nào là mạnh, như thế nào nó giết được mình. Đấy, thì các bạn sẽ cắn sát thương rất tốt. Khi các bạn cắn sát thương tốt, các bạn biết được cách chọn mục tiêu để đánh. Thì mình nói thẳng các bạn chính là một trong những best Cardinal sắp tới. Từ cái clip này mình hướng dẫn các bạn từ đó. Đây là những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm cực kỳ quý giá ở đánh đầu của mình luôn. Các bạn thấy chưa? Ôi trời ơi, con Omen khốn nạn ạ. Ôi trời ơi, con Omen nó tánh như vậy mà mình sổ một cái con bó chết ạ. Các bạn phải nói là một ngày của nó thì bao nhiêu máu ạ. Đấy là một vị tướng hầu như là bị lồi đá, mình không biết là bị nép hay không, nhưng hiện tại anh ơi, xong rồi, ông trời bị luồn nhỉ, đắp mang con giản, thôi được rồi, thôi tạm thôi, rồi, một nhảy, thôi anh ơi, kiểu bắn kìa, đấy, cho nên là các bạn xem xong clip này của Lao, của Mơ Sướng thì các bạn hãy cho mình một góp ý, thằng Mơ Sướng này mình mày hướng dẫn tao, theo hiểu gì cả, hay là mày làm clip
con đánh ránh bạc, ránh vang. Mình xin thưa đây ránh cao, tính anh cao thủ nhá. Mình toàn làm những ránh anh cao thủ, tại sao mọi người là sao mày không làm ránh thích đầu đi. Toàn bao những cái ránh thấp để làm cái clip về. À, mình xin nói luôn, nếu có làm ránh thích đấu thì mình phải đi bá. Mình phải có bá người, kẹp hai nick tiếng Anh mới có game ạ. Những các bạn xem like của mình, các bạn đều biết mình phải kẹp hai nick tiếng Anh mới có game. Đấy là cái vì sao mình toàn làm đánh đơn ở đánh tiếng Anh cao thủ ạ. Đấy là như vậy. Cho nên cái clip này mình muốn truyền đạt đến tất cả các bạn, nhất đó là cách combo Gardenac ra sao, cách thứ hai là chúng ta sẽ là chọn mục tiêu ra sao, và cái thứ ba quan trọng nhất đó là cách cắn sát thương ra sao. Đấy, team địch John. Mình hỏi tính trận đấu này con nào mình nhảy bao chết trừ con Toro ra. Đấy các bạn nhé, Minh Đình tính toán cái sát thương của mình cả, nhưng mà mình nhìn vào một cái thì mình nhảy con nào con đấy chết con đấy, trừ anh Toro ra. Các bạn nhé, Toro thì nhảy hơi lâu, còn bất kỳ một con nào nhảy phát chết luôn. Ôi rồi, nhảy phát chết hai mạng ạ. Rồi clip hiện nay đã kết thúc rồi, và cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Xin chúc tất cả bạn những gì tuyệt vời nhất, ủ như cần các bạn nhé. Bye, yeah.